dắt thôi, đẩy lên thôi. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay thì anh em đang có mặt tại khe suối đi vào bản Làng Mảnh. Như tập phim trước thì các bạn theo dõi cũng biết là anh em cũng đã triển khai cho bà con thôn Làng Mảnh để dựng lán, sau đó là cũng chuẩn bị để đưa máy móc vào để bắt đầu triển khai giúp đỡ bà con làm một cái cống hoặc là một cái cầu gì đó bắc qua cái khe suối này, giúp đỡ cho bà con không phải lo những cái ngày mưa lũ nữa. Thế nhưng mà cái hôm trước ấy, anh em cũng để khá là lâu đấy, để mấy hôm để bà con có thể họp thống nhất nên là có triển khai hay là có thống nhất được toàn thể bà con hay không. Thì hôm trước thì A Trừ cũng thông báo cho anh em là không biết là cái tình hình ở trong này như thế nào, nghe đâu là cũng chưa thống nhất được, thì anh em cũng rất là sốt ruột. Hôm nay thì thời tiết khá là mưa đấy, thế nhưng mà anh em cũng cố gắng vào đây. Và cũng cảm ơn A Trừ là cái quãng đường từ đây đi vào bản nó cũng khá là xa, 5 cây số mà đường nó mưa thế này thì nó rất là trơn. Anh em cũng vượt qua cái ba cái khe suối ở ngoài kia đấy, các bạn theo dõi video ở cái mấy phút trước thì bạn cũng biết rồi đấy. Thì không biết là A Trừ hôm nay bí thư chi bộ thì hôm trước triển khai cho bà con thì em có thể chia sẻ về cái tình hình hôm trước như thế nào được không? Thì cũng chào tất cả các nhà hảo tâm cũng như kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Thì hôm vừa rồi thì em có triển khai để họp thôn bản. Thế thì có cung đường này thì không phải riêng với thôn Làng Mảnh của xã Phùng Đô đi mà cả hai thôn Giang Phàng thì nó chỉ có cái nền nhà ở trên kia. Tất cả đất sản xuất và canh tác là nó phụ thuộc vào con đường này. Đấy, trong quá trình triển khai đấy thì người dân Làng Mảnh thì nó cũng đồng tình ủng hộ là nhất trí, nhưng mà một số anh em ở số khu Hắng Là này với lại anh em mà có nương có giấy có đất để đây thì anh em nó cũng không đồng tình. Anh em bảo là đến đường ngày nào hay ngày đấy, thế thì cũng liên quan đến cái anh em Làng Mảnh bảo là nói thật sự là con đường này là đường trục chính để cho bà con thôn Làng Mảnh để đi xuống phố để mua mắm muối hay là mì chính hay là các cái vật để phục vụ trong cuộc sống hàng ngày để chính bản thân, nhưng mà trong mà còn đi ít hơn anh em trên Giang Phàng với lại chỗ khu xóm Hắng Là đấy. Và ví dụ nó hai cái bản đấy thì ở trên đấy thì nó cũng tương đối khoảng 60% là đi con đường này đấy, và đi hết con đường này còn lại 40% là nó còn đi qua cái đỉnh này, làm trên kia thì không nói, nhưng mà 60% nó phải đi qua đấy. Ngay trong quá trình này thì anh em nó cũng được đồng tình đấy, thì không phải một thôn mình nữa, là hai thôn nên là trong cũng rất khó khăn để không phải dân mình quản lý. Thế thì trong quá trình thì mình cũng không thể là bác vợ kia đấy thì muốn trao đổi qua thì cũng không đồng tình. Thì anh, bà con thôn Làng Mảnh bảo là thôi hết thì không phải riêng bà con Làng Mảnh đi mà tất cả người dân hai thôn đi lại, mà nếu mà cùng chung sức để cùng các nhà hảo tâm cũng như kênh Tiếng Gọi Vùng Cao để làm cây cầu này cho bà con đi cho máy máy để đảm bảo cho vấn đề mưa lũ bão. Bởi vì là đối với Làng Mảnh với Giang Phàng này thì cũng sống đến thời điểm này là cũng 5-6 đời rồi, sống cái mảnh đất này rồi. Đấy, thì bà con mơ ước để có cây cầu, để có con đường ô tô để nó đi vào bản, để cho bà con muốn vận chuyển vật liệu hay là ví dụ bờ lô xi măng hay là tấm lợp hay là xi măng là gạch để xây cái chuồng gà hay chuồng lợn để bà con có cái nhu yếu phẩm để cung cấp tại chỗ
Tôi tóm lại là ở cái đoạn này đi vào ở tít trong kia là có bao nhiêu hộ, tất cả bao nhiêu hộ anh? À, tổng cả cái xó này kia là gần 70. Gần 70 hộ. 69 hộ. Thế là hôm trước là mình họp thôn là có bao nhiêu người, chúng các mọi người cũng biểu quyết đúng không? Thì hôm đấy là cũng thống nhất gì là trong quá trình làm thì đối với bản thân của em thì cũng chia sẻ thật sự và nói thật là mình làm là phải chắc chắn. Trong quá trình làm thì mình phải hỏi ý kiến của người dân, khi nó đồng tình thì phải cho ký tất cả các cam kết để đảm bảo cho quá trình làm mọi người sẽ phân ra. Hôm đấy là phân ra là cả cái khu vực dưới hãng làn là mình tám nhóm kia là tám tổ là mới tổ 10 người đấy, trong đó là mình tính cả nhân khẩu thì tính nhân khẩu thì cũng không hợp lý thì mình bảo thôi tính theo lao động đấy, lao động mà 6 lao động thì có thể là đi 3 người trong một ngày đấy. Thế thì phân chia rất rõ ràng, nhưng mà trong quá trình làm thì anh em ở trong khu dưới hãng là thì nó lại không đồng tình đấy, thì nó lại như thế thì nó đến được ngày này, ví dụ là làm 10 ngày thì nó chỉ đến làm một ngày thôi đấy, cho nên là anh em làm phải bảo nếu như thế thì đường mà đi chung nhau đấy, thì mà dù không làm trong quá trình làm em cũng giải thích em cũng cho đổi là mà dù các bác mà nó thuộc ở trên nhà phòng quản lý nhưng mà cung đường đấy là nhu cầu đi hàng ngày thì cũng đi chung con đường đấy, chúng ta cùng phải chung sức đồng lòng để làm sao chúng ta có một cây cầu nó để đi thuận tiện. Nhưng mà trong quá trình làm thì một số hộ nó mấy khu đấy không đồng tình, là anh em làm mà cũng bảo thôi hết gì nó không đồng tình để hết. Thế là đồng tình là khoảng bao nhiêu phần trăm em? Hôm đấy làm mảnh thì cũng đồng tình tương đối khoảng 80%, chỉ còn 20%, nhưng mà những khu dưới thì nó không đồng tình. Thế là thì, còn hơn nửa. Thì cũng hơn nửa. Hơn thì, nửa là đấy, thì tính cả dưới kia nữa thì cũng còn nhiều. Thì cũng đối với làm mảnh thì nó thật sự là về khó khăn, thì đủ mọi thứ, đường ô tô này, đấy, ô tô cơ sở hạ tầng này, cho đến vấn đề sóng điện thoại này, vấn đề này, điện này vẫn chưa có, còn chật chân. Đấy thì em cũng chia sẻ chú anh Quyên với lại chú anh Linh, nếu như các thôn khác mà nó không đồng tình rồi thì đường thì chung nhau cho hai thôn đi. Đấy thì cũng rất là khó khăn đối với dân bản mình. Đấy thì trong quá trình hôm nay thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Đấy thì cũng rất cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như anh đến gọi vùng cao Tân Huyết giao duyên được ấy, thì có thể hỗ trợ cho bà con một số nhà mà ví dụ là nó khó khăn để làm nhà cũng được, được thì có thể giúp bà con. Tức là bây giờ là bà con mình không triển khai được đúng không? Không triển khai được thì có thể được thì có thể chuyển sang ví dụ như làm đường hay là như thế nào. Thì cũng rất cảm ơn anh tiếng gọi vùng cao cũng như chú anh Quỳnh với lại chú anh đi. Anh hiểu lý do rồi. Tóm lại là như thế này, anh cũng rất là tiếc cho bà con thôn làng Mảnh mình, là nhu cầu đi lại của bà con là đi lại thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà chỉ vì là thứ nhất là bà con nơi đây thì sinh hoạt đời sống thì xa, là đi ra đến phố xá thì nó rất là xa, nên là cái nhu cầu phát triển về kinh tế rất lớn, nhưng mà bà con ấy thì nó nghèo thì đâm ra là nó sinh ra những cái vấn đề như là không tiếp cận được đấy. Làm thì bà con không tham gia làm cùng anh em và làm cái cầu này được, đâm ra là như vậy là bà con sẽ không thống nhất để làm cái này, cái cầu này đúng không? Thì báo cáo với nói với trừ này không để về anh trao đổi với các chỗ. Hôm trước thì anh em cũng lên ủy ban trao đổi với các anh ở trên ủy ban, các anh cũng thống nhất là để cho làm thôi, chỉ vì bà con mình là không thống nhất được làm thôi, thì anh sẽ chuyển cái tạm thời anh sẽ chuyển đi chỗ khác để giúp đỡ bản làng khác, còn sau này bà con mình thống nhất được thì anh sẽ quay lại đây giúp bà con mình sau. Thế nhá. Rất tiếc cho bà con thôn làng Mảnh. Cảm ơn hai anh. Từ dưới vùng xuôi mà vất vả mất thời gian để lên cái vùng cao mà xa xôi, cách nơi gọi là nơi thôn làng Mảnh, nơi cách biệt ấy, thì là đất của không dụng mãn yên.
đấy, con người là của văn chấn đấy, trong nên là trong vấn đề thì nó thật sự là rất so với các thôn bản khác thì của huyện văn chấn mình là thôn làm ở là xa nhất và điều kiện kinh tế là khó khăn nhất. Anh biết thôi, anh biết rồi, nhưng mà chỉ tiếc quá mình giúp được bà con cái đoạn khe suối này đi qua kia cho nó thuận lợi thì sau đó thì mình cũng mới có hướng để phát triển dài dài. Còn bây giờ trước mắt là bà con cứ thống nhất đi, khi nào thống nhất được nó tóm lại 100% đi cái sự thống nhất thì bọn anh sẽ quay lại giúp. Rồi nhất trí, khi nào mà thống nhất được như nào thì anh alo đấy. Thôi bây giờ bọn anh thời gian cố gắng lên với bản làng cao làng mạnh. Thực sự rất là tiếc cho văn chấn mình, bà con các bác ạ, tiếc cho A Trừ, một cán bộ trẻ và cũng rất là nhiệt huyết. Các bạn nhìn bạn này thế thôi, bạn là mới sinh năm 92 thôi, các bạn đã làm bí thư được 5 năm rồi của thôn làng Mảnh rồi. Thôi anh em mình các anh hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại nhau nhé. Có gì thì thông cảm cho bà con. Ok em, do là bà con làng Mảnh mà do là ở trên làm phàng với chỗ khu hãng là nữa nên là mình không thuộc một thôn của mình nên là mình rất khó để quyết. Đúng rồi. Đấy, cho nên là mình không, mình thôn dân mình đồng ý mà dân họ không đồng ý thì đến đấy thì đến làm thì dân mình đến làm thì dân họ không làm, sau này dân họ cũng đi rồi thì nó tị nhau, người dân mình sẽ tị nhau rồi đấy, okay. Thì vấn đề đấy thì rồi, anh cảm ơn nhá. Không cảm mà chúc anh về nhà có sức khỏe dồi dào, ok, và thành đạt và luôn được các nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ rồi để chia sẻ những khó khăn và chung sức giao duyên những nơi vùng sâu vùng xa như làng Mảnh nói chung mà các bản làng khác nói riêng. Ok, cảm ơn em. Chắc bọn anh cũng xin phép trở ra ngoài kia thôi. Nhưng mà không ra thì vào nhà em cơm xong mới đi. Thôi chắc bọn anh đi ra luôn rồi, không tí nó mưa. Mưa to không ra được. Nhá. Được rồi. Nhá. Ôi, không biết được. Trước khi cái thời gian đi vào trong này ấy, thì anh em cũng được một cái thôn bản cũng nhờ đến sự giúp đỡ của kênh ở ngay ngoài chỗ Nậm Mười đi vào một tí các bác ạ. Bây giờ hiện tại thì anh em chắc là không giúp được, chưa giúp được không, thì chắc chắn là anh em sẽ trở ra ngoài kia để các bác có thể nắm bắt được cái kế hoạch tiếp theo của anh em để giúp đỡ bản làng tiếp theo nữa. Ok, anh chào A Trừ nhé. Xin chào em nhé. Có duyên thì anh em mình lại gặp nhau lại nhau nhé. Rồi nhé chị. Được, chào anh. Sức khỏe nhé. Rồi, chào em nhé. Đấy, anh em đến nay đến là khám phá cái bản làng mà có một cái suối đi qua vào đây, chính là bản thôn Nậm Biếu, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là anh Xuân, trưởng thôn Nậm Biếu. Trưởng thôn là nhà ở bên kia đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, đi con đường này đi ra đấy, đường đi hướng ra. Này là đi ra trung tâm xã nhá. À, bên đấy là còn một còn thôn bên đấy còn bao nhiêu hộ? Là ba nhóm, là tổng là 62 hộ. 62 hộ. Vâng. Đấy, các cháu hàng ngày là với bà con mình hàng ngày đi qua đây để sang trung tâm xã đúng không? Đúng rồi. Đây là học các cháu học sinh cấp 2 thì phải đi học lên trên xã thì phải từ cứ mỗi năm học là phải từ sáng thứ hai đi là thứ bảy được về thì phải đi qua cái con đường này và cái qua con suối như thế này. Với lại người dân nữa đi khám bệnh chữa bệnh nữa cũng phải lên xá thì cũng phải đi qua đường đấy hết cả 6. Giới thiệu với quý vị, đây là một con suối được nối từ trung tâm xã vào thôn Nậm Biếu. Từ trung tâm xã vào đến trung tâm thôn nhà văn hóa mình là bao nhiêu cây? Là 7 cây ạ. 7 cây. Vâng. Từ trung tâm xã ra đến cái chỗ này là khoảng bao nhiêu cây rồi? Từ trung tâm xã ra đến đây thì khoảng hơn 2 cây thôi. Hơn 2 cây à? Vâng. Đây
quý vị cũng vừa xem cái đoạn phim mà anh em vào thôn Làng Mảnh ấy, thì vì lý do là bà con ở trong đấy là không thống nhất cùng nhau làm được nữa, nên là anh em sẽ chuyển cái dự án này về giúp đỡ trưởng thôn. Và hôm nay gặp trực tiếp thôn trưởng thôn và xem là thôn bản trong đấy tình hình kinh tế của bà con trong, xong là anh em sẽ lên đi kế hoạch để giúp đỡ các cháu bà con một cái cầu qua suối chỗ này. Hôm nay nước to nhỉ? Đúng rồi, hôm nay là to rồi. Mưa mà tối qua mưa nước to. Mưa cả đêm qua. Ôi, sáng nước nay to lắm. Chưa tạnh. Đấy chứ. Trước là có video mình đứng chỗ kia này, nước nó qua tận đây cơ. Đấy tức là em gửi video anh ấy. Lên đấy, chỗ này nó còn sắp ngập hết cái chỗ này nữa cơ. Sắp ngập hết chỗ này. Đấy, ngay hết chỗ này không qua được. Hôm đấy là mình cũng đưa con đỉnh lên trường để chuẩn bị vào khai giảng ấy, năm học mới ấy. Nhưng mà không qua được, suối to quá. Ở đây thì bây giờ nhìn thế này thôi, nhưng mà có lú ấy, còn suối to lú ống xuống đây à, không thể qua được. Còn đá nó cũng trôi hết mà. Vâng. Trước mưa nước lắm. Nước ở suối này, nước này là... nước rất là to nhá. Không bé đâu. Bao nhiêu khe nó dồn vào đây anh? Ở đây ở trên nguồn nó có 4 khe đấy ạ. Hai khe chính to. Và có hai khe nhỏ, nó tổng 4 khe. Đầu nguồn là 4 khe suối nhỏ bắt vào cái suối to này. Đúng rồi. Đây thì cũng chỉ có đá thôi. Bởi vì suối ở trên vùng cao này thường là suối nó dốc nên là nó không đọng cát được. Đúng rồi. Đấy. Chỉ trơ lũ đi là nó trơ toàn đá lại. Vâng. Đây hàng năm thì người dân qua đây vất vả. Này nó chỉ là mưa, nó chỉ cần mưa to thêm một tí thôi mà mình cũng qua được chỗ này rồi. Chỗ này sâu. Nó chỉ lên cao hơn. Đấy, nó lên cao thì tức là siêu nó qua được rồi. Ướt ủng. Nước xiết lắm. Vào cái mùa tháng 8. Nói chung là năm nào tháng 8 tháng 9 ấy cơ. Là không đi được. Đấy, bên này đấy, vào đến đây này. Đúng rồi đấy, đến đấy. Bên kia vào công viên kìa. Đây á. Đúng rồi. Khoảng hàng đi. Nó phải to cao nhất rồi đến đấy đấy. Giữa dòng này phải kéo cũ. Đấy đấy. Không thể đi được. Mà cái này nó đất, cái khe suối này nó kiểu nó dốc thì chỉ cần nó bằng đây thôi thì không qua được rồi. Thật, chỉ cần bằng thắt lưng thôi thì không thể qua được rồi. Đây là nó dốc như này dốc quá, nó xiết lắm, chảy xiết lắm. Vâng. Cái này núi cứ có lú là nó như hay. Này thôi, nó dốc này thôi, nó chảy ấy này, nó nếu mà nó bằng á nó đấy. Chảy nhiều nước lắm đấy. Đúng rồi đấy. Qua nó dốc này nó chảy ác này. Vâng. Nói chung là nếu mà được các anh tìm được giúp đỡ người dân làm mía thì rất là cảm ơn rất là nhiều. Ở đây cũng nhiều năm là khó khăn để mà thiếu, là không được, chưa được để đáp ứng được bà con đi lại. Nhất là các con em hàng năm đến lớp đến trường ấy, phải đi qua những con đường như thế này, qua suối thì rất là khó. Nhiều lần thì đi đưa con đến đây thì phải quay lại về, xong là vòng cái đường dưới kia lên. Đường dưới kia thì là hơn 20 cây cơ. Đấy, thì mới vào đến nhà trường trung tâm xá. Ở đây thì 7 cây thôi, nhưng mà cái khe này không có cầu, nhiều lần, rất nhiều lần không đi được. Thì, kể cả những người dân ở thôn Đậm Người họ sang bên này làm kinh tế thì rất nhiều người nhiều lần bị tắc không về được. Thế sáng đi được thì trưa ấy, mưa xuống là buổi chiều này mưa to là không về được. Tại khoảng 100 cây. Đây có bác chia sẻ cho anh em một đoạn phim là lũ nó to, nó tràn hết lên kia, cả cái lối bên kia. Về chỗ này thì nó bà con đây trước ấy đắp cái dọ đá ở chỗ này xong đúng gác rồi. Cầu sắt sang bên kia. Đúng rồi. Nhưng mà muốn tôi chỗ này nhìn bây giờ nhìn thế này thôi, nó mùa tháng 8 ấy, tháng 9 ấy, mùa nước lũ ấy thì to lắm, nó thật là không có cái cầu được, không thể đi được. Trước đấy là cầu sắt nó cũng cao đấy, đặt bên này bằng cái chỗ cây lau này đấy, đặt từ chỗ cây lau này sang tận cái kia này. Nhưng mà lúc đấy thì sẽ lấy máy xúc là khơi nước chảy sang cái kia, chảy gọn đấy, không sang cái này.
thì mà cuối cùng nó lại trôi đi. Bây giờ nước lại chảy xiết ra ngoài nhiều hơn. Qua hôm kia thấy cái giỏ ở chỗ này có cái giỏ đúng không? Đúng rồi. Giỏ nó trôi xuống đấy. Ừ. Có hai cái, từ lấy cả hai cái sắt đấy để làm ở dưới kia để chơi. Xiết lắm, xiết. Hai bên này có cái hai vách đá nhìn tới. Trước em gửi video cho anh ấy à. Cái chỗ này nó bằng nước nó qua đây mà, bằng đây mà không đi được, quay lại thật là quay lại khó tiên ngập dưới nó là khó khăn như thế. Trước chúng em dự kiến họ làm cầu ấy, nó làm xuống cao. Bên này này đấy, đường trên này thấy trưởng thôn chia sẻ là đầu bên kia nó lên dốc đấy, lên dốc cho nó đi vắt hình chữ Z nó mới đi lên cái đỉnh núi kia mới vào bản được. Thế là dân không ra cái chỗ này, có mỗi cái chỗ này là bằng nhất để đi lên bên này là mở cái đường kia đi lên bản thôi, còn chỗ này cái vách đá này nữa, vách đá cao lắm. Lòng suối chỗ này nó hẹp nhưng mà nó lại dốc. Đây, chỗ này là anh bảo là làm cái cầu ở đây nhưng mà nó không có kinh phí. Cầu chỗ này thì bắt cái cầu sắt lên đây mà không có kinh phí nên là phải dừng lại không làm được. Chỗ này khoảng cách hai bên nó khá là nó ngắn, ở bên này bờ bên này nó ngắn. Vách đá đứng này không ngắn, ngắn nhiều nước còn phải xiết còn đá thế thôi. Bằng này là thắt lưng là không chỉ cần đến thắt lưng là không thể qua được rồi, nó trôi cả người đi rồi đấy. Thôi, nắm bắt được tình hình rồi, khỏi trưởng thôn tí. Cái này giúp đỡ thì giúp đỡ được bà con rồi thôi, nhưng mà này đá không có, phải chở trên kia vào, xa phết đấy. Xa đấy đúng rồi. Đây có ít đá cho bà con tận dụng đấy, lấy ít đá này thôi. Vâng. Lấy đá này, đá bên dưới kia đấy. Đúng rồi, ở đây thì chỉ có suối dốc thì không có cát đâu. Đúng rồi, chỉ cát đá hết. Mà cát đây không có đâu. Cái này có không? Này có thì nhưng mà cái cát này nó không được bao nhiêu đâu. Không được bao nhiêu đâu. Ít lắm. Được mấy bao thì ừ. Chỗ này chỉ được mấy bao. Có, chỗ này có nhưng mà nó không được bao nhiêu. Không được bao nhiêu. Thế là nó vòng từ bên này xong chuyển ở đây ấy. Đúng rồi, lắng ở đây. Nó lại trôi đây này. Thank you.
này, ngập hết cái bờ này cơ. Cái suối này to lắm. To. Năm ngoái còn bị trôi một cháu tên là Bàn Trần Ton mà bị mù hai mắt, đang được đang hưởng chế độ của nhà nước được cho trợ cấp xã hội ấy. Đã tàn tật trôi xuống tận dưới kia mà máy cháu đấy cũng lạ thật đấy. Chắc đây em mình lú to trôi từ đây 20 mét chắc là mất mạng các bạn, mà cháu trôi xuống dưới kia hơn khoảng hơn 100 mét mà cuối cùng vẫn sống. Thế là có người xuống dưới đây thì thấy trôi á. Đúng rồi, cháu đấy mù mắt nhưng mà nó lại đi nói được đi lại thoải mái. Một mình cháu nó từ lên, bởi vì chị nó là lên đập 10 này lấy chồng thì nó lại tự nhớ chị nó tự bảo là một mình nó tự bảo lên thăm chị, xong là nó mò lên đây không nhìn thấy một đường nào cả, nhưng mà nó lại có cái cảm giác được con đường người nào mình nó chuyển một lần nó là nhận ra hết, nó đi được. Xong là đây lũ to nó không biết nên nó qua là trôi một ngày một đêm ở đây rồi, mà đến lúc mọi người đến đây hôm sau là đuổi mọi người cũng đưa các cháu đi học. Xong là một chị dâu của em ấy bị trôi dép, xong là họ đi đuổi tìm dép xuống dưới đây mới thấy cháu đây ở dưới đấy rất là nguy hiểm luôn. Thế như trôi ở một ngày một đêm ở đấy á? Ừ, trôi xuống đấy nó là từ ra được mới lạ, chứ nó bảo là chắc là số nó kiểu là nó lại mất cái này, nó là may mắn cái khác quá, không có cái mắt, nhưng mà nó lại trời nó lại phù hộ cái sinh mạng nó lớn. Nó là mình chỉ cần trôi cứ lú cuốn 20 mét chắc là thôi, đúng không? Lú to thế đập đầu đá này đấy. Thế mà cháu ở dưới này có một cái rất là sâu nha cao. Thì thác á? Nó là bơi lầm đường bên kia. Dưới này có thác không? Đúng rồi, thác. Mà có cái hủng nước sâu đấy, nước sâu ấy. Không đi được, nó không qua được quá nhỉ. Đây cái chỗ tháp phụ được đấy dưới. Ờ. Đây có một cái sâu lắm. À. Cháu nó còn trôi đi qua chỗ đấy, sự vui dưới kia họ. Ủa. Đi tìm dép mới nhìn thì thấy chỗ cơ. Này nó dốc, nó thác thế này, dốc thác thế này đấy, lao cắm thẳng cái kia nó mới thành đấy sâu này. Mà mạnh nói chung là mạng lớn thật mày, cả thôi. Nhà tật tật hết. Con suối này nguy hiểm lắm. Thế nó lao thẳng dưới kia, nó cắm xuống dưới kia mà. Vâng. Cái này thì về anh cho bà con họp vào nhá. Vâng. Thống vâng. Nhất xem là bà con ở trên thôn bản mình là có thống nhất cao không. Không như bên làng Mảnh đến lúc dựng lán rồi mới trả lời anh em là bà con không một số làm một số không làm phải rất là khó. Vâng. Để anh em còn biết đường chuẩn bị nó làm lán, khả năng là làm lên trên nền. Vâng. Trên cái nền nhà à, cái nền ở trên kia kìa. Báo cáo với anh là em nghĩ là Nguyễn Ngọc Biếu thì sẽ về, sẽ trong ngày mai ngày kia em sẽ tổ chức họp người dân. Và với Ngọc Biếu thì đây là một cái đường khó khăn và mong muốn của Ngọc Biếu rất là lâu rồi mà không được. Nó được các mạnh thường quân và các tình nguyện những các anh tuyệt vời đấy giúp đỡ được như thế thì có thể để mà cái động công thì đặc biệt sẽ bà con chắc chắn là nhất trí, bởi vì là chưa họp thì cũng biết nhất trí, nhưng mà quan trọng là vấn đề sẽ họp thống, có kết quả sẽ báo anh sau là sớm nhất. Cái này mình phải là họp và thống nhất vào, xong là quán triệt với nhau luôn từ đầu, không có là người đi làm người không là sau này lại đấy tị nhau. Tôi đi làm ít, tôi làm nhiều. Đấy. Mình cứ họp vào cho nó ấy. Biết là bà con khó khăn muốn có cái cầu để đi đấy, nhưng mà mình cứ họp lại cho chắc. Vâng vâng. Thống nhất với bà con thấy làm cụ thể là làm là anh em xin mạnh thường quân giúp đỡ xi măng, cát sỏi, vật liệu. Còn mà bên thôn bản mình sẽ là huy động nhân công, ngày công ra để làm cùng với anh em nữa. Làm một cái cống, mình tạm gọi cái cống qua đây thế thôi. Cảm ơn. Về về họp nhá. Vâng. Anh về họp đi, họp rồi có gì triển khai nội dung thì
alo cho em, bọn em để em nắm được. Cái này sẽ lập biên bản ra, nếu người dân nhất trí sẽ có biên bản ký đầy đủ xong là không anh. Đúng đấy rồi đấy. Trước có một lần cũng làm ở một đoạn ở dưới làng cò thì có biên bản nhất trí xong ký xong thống nhất thì họ vẫn là được mà. Ok, đấy, à, mình cần cái đấy. Lúc đấy bọn em sẽ tự lên kế hoạch và thông báo với anh Trà Hàn là mỗi ngày khoảng 10 người thì bọn em sẽ lên chia theo lên danh sách. Hôm nay là hộ A, hộ B. Xong là mình chia nhóm tổ luôn, nếu mà làm được thì chia nhóm tổ. Vâng. Bây giờ quan trọng là bà con thống nhất với nhau là, vâng, là mình cùng nhau làm, cùng nhau vượt khó thì mới làm được. Đúng rồi. Làm ở đây rất là khó khăn đấy. Nước nó lớn này không dễ đâu. Nên là về động viên bà con. Khối lượng đào đắp khá lớn. Vì mọi người có thể thấy là hai bên đều là đi lên dốc. Đấy, bên này cũng lên dốc, bên kia cũng lên dốc, bên kia đi hình chữ Z cơ. Bên kia lên dốc mà còn cực cua gấp ấy. Cua gấp bởi vì đi hình chữ Z mà. Đúng rồi. Lên tít trên kia mới là đường đi trên kia. Đúng rồi. Thế nhá. Cảm ơn anh nhiều. Này thì anh em cũng rất là mong muốn được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân để anh em cùng với bà con giúp đỡ cái bản làng này có một cái cầu qua suối này, để cho thuận cho việc giao thông đi lại của bà con và cũng như các cháu đi lại đến trường vào những ngày mưa gió như này đi rất là nguy hiểm. Có lẽ video anh em cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.